Hiện tại thì mình đang ở Thạch Ngàn, Con Cuông mọi người nhá. Thì hôm trước mình đã đi tỉnh Sơn cho ngôi nhà này. Thì hôm nay mình đã chở Sơn sang đây mọi người nhá. Đây là ngôi nhà của anh Khánh nhà Dinh ở Thạch Ngàn, Con Cuông. Ngôi nhà này được chung Sơn là lọt ngoài cả mọi người nhá. Đây mình sẽ quay review ngôi nhà này cho các bạn xem nó thiết kế như thế nào nhá. Đây. Ở đó này hôm trước đây một bà cái sauna bên mình là giáo nhá. Ôi giời, là các cháu con chơi trong nhà. Nhà này thì thiết kế là một căn khách và 3 phòng ngủ nhá. Đây, đây là phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3. Mà mình sẽ đi vòng tròn cho mọi người xem. Đây là khu vực bếp. Các cái ống này là chơi lên đây để làm vòi lên rửa bát mọi người nhá. Đấy, mình sẽ đi vòng vòng cho mọi người xem. Đấy là đằng sau này. Đấy. Thì bên mình phục vụ là cửa đến tỉnh Sơn, xong rồi bên mình chở Sơn đến và thưa thì bên mình chở Sơn về. Đấy là những cái điểm nào mà chưa có đại lý của bên mình nhé. Nếu có đại lý đó cho bên mình phục vụ qua đại lý của bên mình, giá cũng như nhau cả, không có vấn đề gì khác mọi người nhé. Đây, đây là nhà là lời gạch ở ngoài thị trấn, còn ở đây là sân siêu ở ngoài cái chỗ nào mọi người này. Đấy, hôm sau làm xong thì mình sẽ quay review lại cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhé.